Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25 tháng 5 năm 2022. Những ngày gần đây, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa tăng dần cả về diện và lượng, nhưng tập trung nhiều vào thời điểm chiều và tối. Đêm nay và ngày mai, toàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông. Một số nơi có mưa vừa, kèm theo nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Hôm nay, mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo, mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 5 năm 2022, mực nước cao nhất 384 cm, xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút, thấp nhất 146 cm, xuất hiện lúc 3 giờ 45 phút.